Kính chào quý vị, chào các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Sơn Dương đổi mới và phát triển số tháng 4 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chuyên mục hôm nay sau phần tin là phóng sự, chủ động các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nâng cao đời sống thu nhập cho nhân dân, người nông dân với mô hình chăn nuôi hiệu quả kinh tế cao. Sau đây là nội dung chi tiết. Đến giữa tháng 4 năm 2020 trên địa bàn huyện Sơn Dương có 3 xã tái phát dịch tả lợn Châu Phi, gồm Thượng Ấm, Thiện Kế, Tú Thịnh. Theo nhận định tình hình dịch tả lợn Châu Phi còn có những diễn biến phức tạp, vì vậy cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân cần thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc mua bán, vận chuyển giết mổ lợn và các sản phẩm từ lợn. Thực hiện chặt chẽ nghiêm ngặt đúng quy định công tác kiểm dịch, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, giám sát chặt chẽ đàn lợn tại thôn, xóm bộ chăn nuôi đảm bảo phát hiện kịp thời dịch bệnh ngay khi mới phát sinh, tổ chức xử lý triệt đề, không để dịch bệnh lây lan. Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường theo dõi đàn lợn, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi. Tại những xã đã qua 30 ngày tuyên truyền người chăn nuôi thận trọng, chưa nên tái đàn chăn nuôi lợn trở lại nếu không áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Hiện nay toàn huyện Sơn Dương có gần 1,5 triệu con gia cầm. Để chủ động các biện pháp phòng chống cúm gia cầm trong thời điểm hiện nay, huyện tập trung tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi các quy định của pháp luật trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt chú trọng công tác tiêm phòng, vệ sinh tiêu độc khử trùng, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Đồng thời hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, khuyến cáo phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, tập trung, chăn nuôi đồng bộ có kiểm soát bảo vệ môi trường. Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh huyện Sơn Dương đã chú trọng đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế, tuyên truyền vận động hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất để tăng năng suất chất lượng sản phẩm. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, hoạt động có hiệu quả trên 130 tổ tiết kiệm vay vốn cho cựu chiến binh phụ trách với tổng dư nợ gần 140 tỷ đồng. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên cựu chiến binh và nhân dân vay vốn phát triển kinh tế nâng cao thu nhập, cũng như góp phần đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế. Toàn hội hiện có trên 400 mô hình cựu chiến binh làm kinh tế giỏi. Số hộ hội viên có mức sống khá trên 65%. Thời gian qua, phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Sơn Dương được quan tâm, chú trọng phát triển về số lượng và quy mô các trang trại. Toàn huyện hiện có trên 250 mô hình kinh tế trang trại, trong đó có 28 trang trại tổng hợp, 221 trang trại chăn nuôi và 1 trang trại trồng trọt. Thực hiện nghị quyết số 10 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế khuyến khích phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh, huyện Sơn Dương đã hướng dẫn các trang trại vay vốn với tổng số tiền trên 33 tỷ đồng cho 106 trang trại, với mức cho vay tối đa là 500 triệu đồng một trang trại. Các trang trại đều có mức thu nhập từ 350 triệu đồng một năm trở lên, giải quyết việc làm cho trên 800 lao động. Để tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19, huyện Sơn Dương luôn chú trọng công tác tuyên truyền người dân trên địa bàn, thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước và địa phương về phòng chống dịch. Bên cạnh đó, huyện vẫn duy trì hai chốt kiểm dịch y tế tại Điều Kế, xã Hợp Thành và xã Sơn Nam. Sau đây là ghi nhận của phóng viên tại chốt kiểm dịch Sơn Nam. Với anh Sinh, cán bộ trung tâm y tế huyện Sơn Dương, tham gia công việc tại chốt kiểm dịch từ những ngày đầu. Anh và các cán bộ chiến sĩ tại đây luôn ý thức công việc của mình, góp phần vào công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Về phương diện bản thân tôi thì uh, uh, tham gia trực chốt thì cũng luôn nhiệt, nhiệt tình trong công việc ạ uh, và mọi cái anh em phối hợp với nhau rất nhiệt rất nhen nhàng ạ. Chốt kiểm dịch sân Nam Trung Bình hàng ngày có trên 5.000 lượt người, cao điểm có thể lên tới 7.000 lượt người qua lại chính vì vậy để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh công tác kiểm tra thân nhiệt đeo khẩu trang khai báo y tế các quy định của ngành y tế nhằm phát hiện ngăn chặn kịp thời nguy cơ truyền nhiễm dịch covid-19 bên cạnh đó việc tuyên truyền người dân chủ động trong phòng chống dịch bệnh cũng được tăng cường thực hiện theo sự phân công túc trực 24 trên 24 luôn luôn có người dừng xe phương tiện để tuần tra dừng xe để phòng xảy ra ủn tắc để cho nhân viên y tế cùng anh em hỗ trợ nhau đo thân nhiệt những người tham gia giao thông trên đường. rồi qua đó cũng tuyên truyền cho người dân tham gia giao thông luôn luôn đeo khẩu trang tránh tiếp xúc đông người. duy trì thực hiện 24 trên 24 giờ các cán bộ chiến sĩ tại chốt kiểm dịch Sơn Nam luôn chủ động sẵn sàng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. nằm trong cụm công nghiệp phúc ứng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sa giày Phúc Sinh ngoài việc vẫn đảm bảo sản xuất thì đơn vị này cũng đặc biệt quan tâm chú trọng đến việc phòng dịch COVID-19. Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xảy ra phúc sinh có hơn 400 công nhân gửi lao động. Để chủ động trong phòng chống dịch, công nhân tại đây đều thực hiện nghiêm và 100% đeo khẩu trang tại nơi làm việc. Công ty đã có nhân viên của y tế đến ở cửa công ty thì đến đo thân nhiệt trong công nhân này đảm bảo là đeo khẩu trang 100%. Trước những diễn biến của dịch COVID-19, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xa dày phúc sinh cũng gặp nhiều khó khăn về nguồn nguyên liệu, thị trường tiêu thụ, lượng công nhân cắt giảm từ 600 xuống còn 400 người. Từ đầu năm đến nay, Ban giám đốc công ty đã tích cực tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh tới công nhân người lao động. Bên cạnh đó, triển khai thường xuyên việc vệ sinh khử khuẩn nhà xưởng, máy móc, đồng thời yêu cầu 100% cán bộ công nhân viên đeo khẩu trang, vệ sinh tay trước khi vào làm việc thì trước khi vào công ty thì đã có bộ phận y tế để kiểm tra thân nhiệt và những người từ 37 độ 3 thì sẽ cho về và những người từ dưới 37 độ thì sẽ cho vào công ty để làm việc và cũng hàng ngày cũng theo dõi bất kể là khi họ ra và khi họ quay lại thì cũng phải đo thân nhiệt một lần và thứ hai nữa là tất cả 100% phải đảm bảo được đeo khẩu trang đến công ty và mỗi một tháng công ty phát khẩu trang cho công nhân một lần với tinh thần chủ động, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã và đang làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, cùng với đó động viên kích lệ tinh thần công nhân, người lao động để họ vững tâm tập trung lao động sản xuất từng bước vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất. Cùng với các địa phương xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương đã lựa chọn và xây dựng công trình chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu thiết thực, hiệu quả xác định công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp không chỉ có ý nghĩa về mặt chính trị mà còn phải thiết thực hiệu quả. Sau khi bàn bạc thống nhất, Đảng ủy xã Vân Sơn đã lựa chọn việc đổ bê tông sân khuôn viên nhà văn hóa xã với diện tích gần 800 m2 là công trình chào mừng đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Hiện nay thì chúng tôi là đang cố gắng là huy động toàn bộ nhân lực vật lực để làm sao là đẩy nhanh cái tiến độ thi công. Việc đổ sân bê tông nhà văn hóa xã Vân Sơn không chỉ hoàn thiện cơ sở hạ tầng mà còn tạo cảnh quan đồng bộ khu vực hành chính xã cũng như phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của nhân dân địa phương. Sau khi mà hai công trình này được xây dựng xong thì cái bộ mặt của địa phương đã được đổi mới. Thế cán bộ và nhân dân thì cũng rất là tin tưởng, phấn khởi. Bộ mặt của nông thôn được thay đổi. Thế và mọi cán bộ đảng viên thì cũng tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, sự điều hành của chính quyền và chúng tôi sẽ hứa với lại các cấp của huyện là sẽ tiếp tục vận động nhân dân là thực hiện tốt các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nước cũng như các cái quy định của địa phương để đưa nghị quyết của Đảng sớm vào cuộc sống. Sơn Nam là xã nông thôn mới của huyện Sơn Dương, chính vì vậy thời gian qua chính quyền địa phương và người dân nơi đây đã tích cực giữ vững và phát huy các tiêu chí nông thôn mới, trong đó có nâng cao thu nhập đời sống nhân dân, đưa cuộc sống ngày càng phát triển. Một trong những thế mạnh của thôn cây cọ là trồng cây ăn quả và chăn nuôi. Thời gian qua bà con nhân dân ở đây đã tập trung đưa các giống cây con có năng suất chất lượng vào sản xuất. Để nâng cao thu nhập cho nhân dân, thôn tập trung tuyên truyền nhân dân phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi. Qua đó, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Năm 2018, xã Sơn Nam hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Để giữ vững và phát huy các tiêu chí, đặc biệt là nâng cao đời sống thu nhập cho nhân dân, các vị chính quyền địa phương đã tập trung tuyên truyền và động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, làm tốt công tác giảm nghèo, tập trung đầu tư đồng bộ các giải pháp trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn gắn với hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng để sản xuất. Đến nay thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt gần 40 triệu đồng một người một năm. Chúng tôi tập trung vào một số cái nội dung ví dụ như là uh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, uh, tăng cái thu nhập cho người dân uh, bằng cách là chúng tôi định hướng một số cái uh, cái lĩnh vực ví dụ như là trong lĩnh vực chăn nuôi thì tập trung là thực hiện tốt cái công tác phòng trừ dịch bệnh cho người dân cho 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 uh, cho cho vật nuôi đồng thời là tiếp tục triển khai các cái việc là tiếp cận cái nguồn vốn của ngân hàng nông nghiệp, nguồn vốn của ngân hàng chính sách xã hội đến với người dân để phát triển kinh tế mang lại thu nhập cho nhân dân. Thu nhập đời sống nhân dân được nâng cao sẽ có phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đây là tiền đề quan trọng để xã tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí theo chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Với mong muốn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, sau nhiều năm chăn nuôi học hỏi kinh nghiệm, anh Trần Văn Phúc, thôn Tân Thắng, xã Tú Thịnh, đã phát triển kinh tế trang trại làm giàu từ mô hình nuôi gà giống tại địa phương. Từ năm 2000, anh Phúc đã tập trung phát triển chăn nuôi gà theo hướng hàng hóa. Thời gian đầu kinh nghiệm chưa nhiều nên việc chăm sóc gà gặp không ít khó khăn. Thế nhưng nhờ sự ham học hỏi, ý chí quyết tâm nên việc chăn nuôi của gia đình anh ngày một đi vào ổn định hơn đến nay việc chăn nuôi của gia đình luôn duy trì khoảng một vạn con gà giống mỗi năm. Năm 2019, anh đã đầu tư 1,6 tỷ đồng để mở rộng quy mô chuồng trại chăn nuôi. Trước khi chưa chăn nuôi thì làm nông nghiệp thì đời sống gia đình rất là khó khăn. Nhưng từ khi chăn nuôi đến nay thì đời sống cũng khá lên. Không chỉ làm giàu cho gia đình anh Phúc cũng luôn tích cực giúp đỡ các hộ gia đình khác tại địa phương trong việc phát triển chăn nuôi, hướng dẫn giúp đỡ bà con nhân dân trong việc chăm sóc phòng bệnh, kinh nghiệm chăn nuôi để cùng phát triển. Trong chăn nuôi thì phải chú trọng đến ba khâu rất là quan trọng. Thứ nhất là nguồn giống bố mẹ, thứ hai là chuồng trại và thứ ba là là về kiểm soát dịch bệnh trong chăn nuôi. Với việc phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại an toàn sinh học, đầu ra ổn định, hàng năm đã mang lại nguồn thu nhập cho gia đình trung bình gần 500 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí. Anh cũng là một điển hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Sơn Dương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Sơn Dương đổi mới và phát triển số tháng 4 năm 2020. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.